sau trận đánh Công Đồn năm ấy, nơi căn cứ một mình trằn trọc nỗi niềm thương. Rừng ô minh tràm thơm ngát mùi hương, nghe tiếng mưa rơi mà chạnh lòng người lính trẻ. Mẹ ơi, có phải nỗi chờ mong sánh tựa núi sông dạt vào tình yêu nước? Dù năm tháng gian lao, dù mưa bom bão đạn, mẹ vẫn thi tha chờ đợi buổi tao phong. Nguyện xưng danh truyền thống anh hùng, giả từ trường lớp xa thầy xa bạn, con lại lên đường nói bước cha ông. Nơi tiền thương con thân hai lập công, chiến đấu hy sinh vì tự do độc lập. Dù khó khăn thử thách nguy nan, con vẫn kiên cường trong lớn phía trước. Sau đây là kết quả của hội đồng giám khảo.